chân. Ồ, thế cảm ơn nhá. Hóa ra anh cũng không quá tệ. Sao tự dưng lại nhìn mình cười nham hiểm thế nhỉ? Hay là biết mất dây chuyền rồi? Hoàng Cherry. Tôi không có chuyện gì nói với nó đâu. Sao lại không có chuyện gì? Chả vừa mới nói với cháu là bà nhớ nó cái gì nữa mà muốn nó về đây. Bây giờ như này nhá, nó alo một cái thì là bà chỉ cần nói là Nhi về với bà ngay. Thế thôi. Tôi làm sao mà nói cơ cơ như thế được. À đây này, ui nó có máy rồi này. Đâu? Hello. Này. Ôi. Đây là Tuệ Nhi, quản lý mới của quán chúng ta. Xin tự giới thiệu, tôi là bếp trưởng, mong quản lý quan tâm nhiều hơn đến hậu cần của chúng tôi. Và xin giới thiệu, đây là bếp phó của tôi. Xin giới thiệu, mình là pha chế. Được biết là bạn cũng đã học pha chế ở Anh. Rất mong được chỉ giáo. Sở thích đặc biệt của tôi là cà phê. Mọi người, nhân dịp có quản lý mới, chúng ta có nên tổ chức ăn mừng một bữa không nhỉ? Nhất trí thôi, vỗ tay đi, ý không? Quản lý trả tiền nhá.